bây giờ đúng không, là theo lịch như con người bình thường đúng không, thì theo lịch như một con người bình thường là sẽ như bên CVC hoặc server chung. Không, server chung thì nó không có vụ vòng quay, thì con flash là sẽ tích, khi mà con phượng là ngày xưa nó ra trước đây, con phượng này nè là nó ra trong cái thời đại con Garou, thì nhưng mà server Việt Nam chưa ra. Thì nếu như lịch bình thường là con flash, con go kích rồi tới phiên con flash silverlash rồi tới con giro và tới con skin và tới con tăng tớp đúng không, thì bây giờ mình cho con phượng ra, nếu như trong trường hợp đúng không mà con phượng này là một con gì đó vô hình đi, mình bỏ đi, thì bây giờ mình hiểu á, là bây giờ meta như thế này, tôi nói là sẽ có một tháng bão hòa. Tại sao, là mấy ông sẽ là hai con này nó sẽ là hai con thiên về PvP, hai con này nó sẽ thiên về PvP, PvE nó không có tác dụng, nó chỉ có một phần tác dụng nhỏ trong PvE thôi, thì hai con này nó sẽ thiên về PvP là chính đấy. Thì khi mà bây giờ nói tới con Flash Flash đây đây nói giờ nói tới con Flash Flash trước đi, thì mấy ông nông dân á, mấy ông không thể nào mà mấy ông bỏ dí ra mấy ông lấy con này được, mặc dù ông nói một câu ừ anh ơi em không có tướng búp tóc em đi rất là khổ, đúng là không có tướng búp tóc mấy em đi rất là khổ, kể cả đi PvE cũng phải cần tốc độ. Nhưng mà mấy em suy nghĩ nè, cái con này á, cái thời đại này nè, nó không giống như ngày xưa là mình chơi. Tại vì mấy em quan trọng á, là 180 vé mấy em nên nhớ nha, là con Flash Flash nó đi bất cứ điều kiện tiên quyết là mấy con tăng tớp á, mấy con tăng tớp đông, mấy con mà bút tóc á là bắt buộc luôn là phải có siêu thì kỹ đúng không, là phải có siêu thì kỹ, là phải có siêu thì kỹ luôn. Đây để tôi mở bảng lên là bắt buộc nó phải có siêu thì kỹ, có chữ nhỏ vậy đây đúng không, bây giờ nó bắt buộc nó phải có siêu thì kỹ không, siêu thì kỹ nè đó, bắt buộc là nó phải có siêu thì kỹ ở đây đúng không, là mặc định luôn mấy con bút tóc lúc nào cũng phải có siêu thì kỹ, khổ gì á, không có siêu thì kỹ là không chơi được. Bây giờ là nó phải lên 5 sao, bây giờ mấy ông không chơi bút tóc mà mấy ông không có siêu thì kỹ là coi như con nó vứt, ok đúng không. Rồi bây giờ á là tiếp theo nói tới con Giro này, bây giờ tiếp theo là nói tới con Giro này, con Giro này cũng y chang như vậy. Con Giro này là mấy ông biết con Giro này nó ra để làm chi không, để nó hỗ trợ cho co. Tại vì á, những con mà hỗ trợ cho con mà cứ biết di kích á, là những con ví dụ như đồng đế nè, rồi kinh nè, rồi là hoặc là đồng đế kinh nội hai con cứ biết di kích á, là nó ít quá server mới lấy không được, cho nên là con hero này nó hỗ trợ cho con mực thôi, nó là tướng hỗ trợ cho con mực để lấy cái nội tạng mà biết di kích để hồi năng lượng cho con mực. Thì mấy ông sẽ có cái thời gian gọi là hai con tướng này gọi là hai con tướng bảo hòa, nghĩa là trong server cái việc mà ông skip hai con này đối với những người chơi nạp tầm trung nha, tôi nhấn mạnh luôn, kể cả những người nạp 1,2 triệu hay là 1,3 triệu hàng tháng có thể bỏ được, có thể bỏ hai con này được, có thể bỏ, có thể skip hai con này được nha, có thể skip hai con này được đây, có thể skip hai con này, tại vì mình là chơi server sau, mình biết lịch trước mình lợi thế hơn, mình có thể bỏ hai con này được. Trong cái thời gian đó mình có thể nuôi con này đây, mình nuôi con quái vật này để mình gánh PvE, đây con quái vật đây mà mấy anh em cần phải nuôi, đây là con quỷ này đúng không, con ngu kích sư này mấy anh em nuôi trong thời gian này, trong thời gian này mấy anh em có thể nuôi ngu kích sư nè, nuôi mực nè, mực lên 5 sao tím nè, con ngu kích sư nếu mà anh em không lấy siêu thì kỹ thôi cũng được, mấy em nuôi mực lên 5 sao tím nè, Sam lên 5 sao tím nè, hoặc là những con mấy anh em chưa lên 5 sao tím, mấy anh em có thời gian để up lên 5 sao tím. Chứ bây giờ tôi vô ạt có vài người còn chưa lên 5 sao tím, tổng có lên 4 sao xong quăng đó, 4 sao, 4 sao vàng, 4 sao tím xong quăng đó, cái việc mà lên từ 4 sao lên 5 sao làm chênh lệch một con tướng rất là nhiều. Rồi nó là về nói hai con này ha, mà mấy anh tiếp theo là hai con quỷ này, đây là hai con quỷ này, hai con quỷ này là cái con này, nếu mà để đánh giá con này nè, con quỷ skin đi nè, đây thì tiếp theo là con skin này, để mà đánh giá trên thang điểm của nó là con skin này là một con mạnh nhất game, anh nói luôn con skin này là một con lỗi nhất game luôn, cho tính tới nó chơi thời gian chơi của nó là chơi tới khi mà ra, kể cả ra con MK này nó cũng không ảnh hưởng gì, cứ cùng chi kích, chừng nào mà ra con MK nó kháng axit thôi thì con này không chơi được. À, bây giờ tính đi, skin nè 1 tháng nè, tăng top 1 tháng nè, DK 1 tháng nè, 3 tháng rồi, DK là tháng thứ ba nè, năm đầu là tháng thứ tư nè, chó là tháng thứ năm nè, chó rồi tới xương rồng là tháng thứ sáu nè, xương rồng rồi tới zombie man đúng không, xương rồng rồi tới zombie man là tháng thứ bảy nè, zombie man xong tới tù nhân du hí là tháng thứ tám nè, rồi tháng thứ 9 là mới ra tới con MK, là 9 tháng con Seekin nó sẽ chơi 9 tháng. Hiện giờ thì kỷ lục vẫn là con Phoenix ở server Việt Nam thôi, con Seekin nó sẽ chơi được 9 tháng và nó là mạnh vô địch ở mọi chế độ, nó mạnh vô địch nha,
là nó mạnh vô địch, cực kỳ mạnh luôn, là nó khi mà tới ra con MK cộng là nó xóa luôn cái cùng chia đuổi á, thì không nói làm gì là con Sikin này nó mạnh vô địch. Đây nè, nó đến nỗi hiện giờ con này, tôi nói con này nó là một meta luôn, con này là con này á, là ngày xưa á, mấy anh em coi Sô-cô-la hay là coi những người khác á, là mấy anh em nói là kêu là Sô-cô-la kêu là cái hồi sinh á, là cái meta đúng không? Không, bảy cái mới hồi sinh không phải là meta. Ngày xưa tôi cũng nghe ông nói là con hồi sinh là hồi sinh nó là meta, không phải. Meta là cái con quỷ gì này, đủ với con quỷ, cái con quỷ SO này này, cái con quỷ này mới là meta nè. Tại vì sao mấy ông coi cái CMC hiện tại, mấy ông coi clip mà ở trong đây có ông nào coi clip chung kết chiến khu server rồi, tôi mới chung kết chiến khu CMC tuần vừa rồi tôi mới đăng không? Thôi tôi mở lại cho mấy ông coi luôn đây. Chung kết chiến khu CMC vừa rồi, chung kết chiến khu CMC vừa rồi tôi mới đăng là nó hiện giờ là ba, hình như là 2 3 tháng liên tiếp rồi là nó chơi một meta luôn, nó chơi một màu luôn. Đây, chung kết chiến khu CMC là một cái meta này nó chơi liên tiếp, nó chơi tới khi nào mà nó ra con xương rồng thì nó sẽ thay đổi. Đây, nó sẽ là cái meta xoay quanh con Sikin, đúng không? Cái meta này nó sẽ chỉ xoay quanh con Sikin thôi và không bất cứ con nào khác, kể cả sau này khi mà ra xương rồng con Sikin vẫn còn chơi. Tới lúc đó tụi nó sẽ bắt buộc tụi nó phải bỏ một lúc đó là bỏ con tăng tớp ra thay bằng con xương rồng vô. Tụi nó sẽ bỏ bắt buộc phải bỏ con tăng tớp để thay bằng con xương rồng vô, là meta vẫn xoay quanh con Sikin. Bắt buộc luôn. Con xương rồng á, mà mấy anh em muốn nó mạnh thêm á, mấy anh em bắt buộc phải chơi đi với Sikin. Là chơi tới con Sikin là meta, không phải là meta hồi sinh. Cái hồi sinh này vẫn phải xoay quanh con Sikin, bây giờ đội hình ông có mạnh tới đâu đi chăng nữa, mấy ông hồi sinh tới nhiều đi chăng nữa mà mấy ông không có Sikin là ông thua. Bây giờ hiện giờ chưa có xương rồng thì không nói tới xương rồng, nhưng bây giờ không có Sikin mấy ông có năm đầu có phượng cái ba la cái kiểu, mấy ông không có Sikin đi mấy ông vẫn thua bình thường. Con Sikin này nè, cái con Sikin đây nè, nó mới là meta chính mấy ông. Cái con hồi sinh á mấy ông coi á, đây tôi giải thích luôn là để như thế này, câu giờ cho con Sikin mấy ông coi clip ấy, ví dụ như trong cái đoạn này con Sikin nó chết nè. Mấy ông coi tới lúc cái độ mà con Sikin nó tự nhiên nó hết máu xong nó sống dậy xong nó đấm lại hồi cái máu đà, mấy ông coi này cái độ này nó hết máu nha, tới lúc mà tu lại độ nó chết nè. Lúc mà nó chết nó tự nhiên nó hồi đầy cái máu lại. Mấy ông coi cái meta nó sẽ là xoay quanh con Sikin. Đây nha, đây 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 cái độ này con Sikin nó chết nha. Đây, cái độ này con Sikin nó chết nha, mấy ông coi kỹ độ này nè. Đây con Sikin nó bị nổ đâm DOT nó chết nha. Nè, nó ngã xuống nó chết nè. Rồi giật DOT chết nè, đó con Sikin nó chết nha. Rồi, mấy ông coi này chuẩn bị con Sikin nó hồi sinh lên lại đấm đầy cây máu nè. Hiện tại đi CVC đây là con chó nha, mới 3 ngày trước thôi, tôi đăng clip này 3 ngày trước. Không ai chơi con chó. Không phải là người ta chơi tại vì cái meta con Sikin này đang là rất là hot và con Sikin nó rất là lỗi. Nó lỗi cho tới khi ra con MK thôi. Rồi đó, hồi sinh con Sikin đây nè. Đây nha, con Sikin được hồi sinh lại rồi nha, tôi phao lại cho mấy em coi nè. Rồi Sikin hồi sinh lại. Rồi con Sikin đấm. Rồi nổ đam axit xong hồi lại máu. Nè, hồi lại 2 thanh máu ảo nè. Thấy chưa? Thấy không? Đó, bây giờ là bui lên 2 thanh máu ảo đó, lên 2 thanh máu ảo nè, nổ đam DOT đấm tiếp, rồi câu giờ tiếp, lại hồi máu ảo tiếp. Rồi xong cứ quýnh tới khúc cuối rồi con Sikin nó tự đầy cái máu luôn, nó quýnh tới một hồi con Sikin nó đầy lại cái máu luôn. Đó, con Sikin nó lên 3 chấm 5 chấm rồi. Đó, quýnh từ từ con Sikin nó tự đầy lại cái máu nó quýnh thôi. Đấy. Rồi. Đó là phân tích về con Sikin. Đó là nói về BB. Còn BVE còn nói về BVE thì hiện tại con Sikin là số 1. Đi BVE bên ngoài ở hiện tại bên CVC á, mà có xương rồng kẹp chung với Sikin nó gần như là meta luôn, không có cái nào mà ải hiện giờ chưa có MK cộng thì cũng không có nào vẫn vượt qua được con Sikin với lại con xương rồng hết á. Kể cả không có con xương rồng mấy ông đi BV mấy ông cầm con Sikin mấy ông đi vẫn được. Con Sikin này sẽ là một trong những con giúp cho mấy anh em đi ảo cảnh tầng 200. Bây giờ đúng không? Mấy anh em muốn đi ảo cảnh. Ảo cảnh là bắt buộc là phải có gì? Xét thương chuẩn, xét thương thêm. Chứ không thể nào đâm thùng được, mấy anh em nên nhớ nhưng đi ảo cảnh mà mấy anh em đi đâm chay á, muôn đời đéo bao giờ đi được, kể cả top silver luôn đi cũng không được. Kể cả top silver luôn đi cũng không nổi đâu. Mày may ra bên anh hùng nó cho thêm con nào mà sau này ra Tatsumaki UR á, mà nó tự kích nổ trường lực mà thiêu đam DOT thì may ra đi được. Cuối cùng mà đi ảo cảnh nó đéo có Sikin á thì mấy ông mơ, không Sikin không Kabuto thì mẹ mấy ông chỉ có mơ thôi.
bắt buộc luôn là phải Shikin. Shikin là nó là một con tướng lỗi luôn. Rồi thì con này là 10 trên 10. Con này là 10 trên 10, không nói được đây. Con này là 10 trên 10, không nói được. Ok. Rồi cho con này lui cái ha. Cho con này đứng về dàn sau. Rồi sau con quỷ Shikin này thì lại là con tăng tớp. Đây, nói tới con tăng tớp. Như hôm bữa tôi nói là mấy anh em hỏi con tăng tớp khá là nhiều. Thì con tăng tớp này á, nếu mà để đánh giá thang điểm á, tôi đánh để tôi chấm điểm cho nó giống như con Kabuto phiên bản anh hùng vậy. Nhưng nè, tôi nói nhưng nha. Nhưng tôi mở game lên cái, mấy anh em, tôi mở game lên cái, nhưng mà mấy anh em nhớ cái này. Đây. Cái clip này nó sẽ hơi dài nha, nhưng mà mấy anh em để mà đi được cái nguyên liệu tính năng chiến thuật là một trong những cái giúp cho mấy anh em tăng lực chiến nhiều vãi cức luôn, và giúp cho mấy anh em cải thiện từ PvE, PvP, DPK, tất cả mọi chế độ bây giờ đều phải lệ thuộc tính năng chiến thuật. Nhưng mà để farm được tính năng chiến thuật mấy ông phải đi được cái tháp. Thấy không? Mấy ông phải đi được cái tháp này. Đúng không? Đây cái tháp này nè, mấy ông phải đi được cái tháp này, mà những cái tháp này cái ải đầu tiên của nó đều bắt đầu từ ải anh hùng. Mấy ông phải thắng được ải đầu tiên mấy ông mới qua được ải thứ ba. Đâu ải thứ hai, tất cả luôn, ải chăn huyền hay là ải hạ huyền đều bắt buộc phải đi bằng anh hùng. Đúng không? Tôi không có trả lời, tôi đang nói tôi không có trả lời, tôi sẽ trả lời sau, mấy anh em kênh chat tự nói chuyện, tôi đang trong nói mấy anh em hỏi tôi không có trả lời được. Tôi đang phân tích mấy anh em đừng có hỏi. Rồi, là mấy ông phải đi ải anh hùng được, mà bây giờ hiện giờ mấy ông server cũ đúng không? Mấy ông nói tôi đây ạc kỹ rách của tôi nha, đây là cái ạc kỹ rách của tôi nha, tôi xin thưa với mấy ông luôn. Là cái ạc của tôi 40 triệu lực chiến, tôi đi cái chăn huyền lên tầng 46 và tôi đi cái hạ huyền tầng 46 và tôi đi cái thượng huyền tôi ở tầng 28. Là tôi vừa có chạy tôi vừa có sam nha. Tôi vừa có chạy tôi mới leo lên được cái gì á. Còn mấy ông không có chạy không có sam ấy thì mời. Hoặc là một chạy một sam không, mà kể có 50 triệu lực chiến cái chăn huyền này mấy ông leo lên chuẩn cửa tầng 45 là hết xíu quách. 45 là mấy ông ỉ chảy rồi. Đó thì bây giờ để mà đi được cái tháp này bắt buộc luôn mấy ông phải có tăng tốp. Hoặc là lượt chiến mấy ông mới cỡ cùng 60-70 nghìn. Hoặc là mấy ông là New Blue hoặc là Asina, mấy ông mới nạp tiền 100 triệu vô mấy ông mới đi được. Đây. Thì dễ mà. Mày tôi 40 triệu lượt chiến, bây giờ ông kiếm cái gạt nào 40 triệu lượt chiến mấy ông đi lên được cái tháp này. Đây. Đặt tôi 40 triệu lượt chiến nè, tôi có một mình con chày thôi đây. Cái gạt này rõ ràng tôi dùng đồ mình con chày luôn, tôi cho mấy ông khuê luôn. Đây. Rõ ràng hôm bữa mấy con gà kia có sam có chày đi không được đó, tôi dùng đồ đúng một con chày đó mấy ông coi nè, đây đạo cụ nè, trang bị nè, tôi có dùng đồ đúng một mình con chày tôi vẫn đi được. Không, tôi dùng một mình con chày thôi. Đó như thằng Thái kìa, nó full nó quách kinh bậc 2, nó lực chiến gần 4 mấy triệu, 5 mấy triệu mà đi không được kìa. Hoặc là thằng Duy lực chiến có 50 triệu đi không được kìa. Tôi đây tôi vừa chày vừa sam đây, tôi bỏ ấn bỏ qua không. Rồi, đó là về cái tháp. Thì tại sao cái tháp này nó sẽ liên quan tới cái con tăng tốp này? Thì con tăng tốp này được trước tôi đó có đăng clip rồi. Thì con tăng tốp này á, là nó sẽ giúp cho mấy anh em đi ải anh hùng rất là ngon. Và hiện giờ thì con tăng tốp là nó như con chày vậy. Con chày, nói tới con chày nó là biểu tượng bên anh hùng. Con chày nó là biểu tượng gánh team anh hùng. Hiện giờ con chày nó vẫn là mạnh nhất. Nói chung là bên anh hùng mà chưa có con nào mà có axit. Có bên anh hùng là nó không có độc axit. Nên là khi mà đi BK hay là đi ải hiện giờ con chày nó vẫn là mạnh nhất, tôi nói thẳng luôn. Đó. Thì khi mà mấy ông lấy con tăng tớp á, nó sẽ giúp cho mấy ông đi ải rất là ngon. Nó sẽ giúp cho mấy ông đi ải rất là ngon nha. Tôi đăng clip cái phân tích thêm về con tăng tớp á. Thì đã nói nhiều rồi thì nó nhiều quá nó không có hay. Thì con tăng tớp này nó giống như phiên bản Kabuto mà ở bên phía bên anh hùng vậy, để cho mấy ông gánh. Và ngồi ra nữa, nếu mà thiên về nói về để PvP nha, tôi nói về PvP nha, con tăng tớp này là nó sẽ chấm dứt thời kỳ cao mực. Đây, cao mực đây, cái file tôi để sẵn ở trên đây. Đây, con mực đây. Đây, nó sẽ chấm dứt cái thời kỳ cao mực này luôn. Đó, nó sẽ kết thúc thời kỳ con mực. Khi mà con mực ra, khi mà con tăng tớp này ra nha, mà mấy ông lấy thức tỉnh 2 hoặc là mấy ông thức tỉnh 1 thôi, là con tăng tớp nó kết thúc luôn thời kỳ cao mực. Rồi đấy, thì để mà với lại thêm một phần nữa là con tăng tớp này nó sẽ counter được, nó gọi là nó khắc chế được một phần con flashy flash này. Đây, con flashy flash này thì ra là con tăng tớp này nó sẽ khắc chế được con flashy flash này một phần nào. Tại vì sao? Tại vì tăng tớp đó đam vô chày được đâu. Hai con bét của con tăng tớp đó, nó quýnh vô đam đụng. Con tăng tớp á nó đam không có vô máu con Flash Silver Flash đâu, mà hai con bét á
Trời má, hai con bít con tăng tớp nó mạnh vãi cứt luôn. Ông nào trong đây coi clip tôi đăng hoặc là bên CVC á, con tăng tớp này mấy ông lấy nó về y như tặng bít thôi, hay y như là mấy ông chơi bên Honkai Star Rail vậy. Là mấy ông lấy con tướng quân về là mấy ông để lấy thằng quân thôi. Hai con bít đó mới gọi là mạnh nhất. Bị hai con bít rồi im ba vãi cứt luôn mấy ông hiểu, 12 con bít của nó quýnh trong quyết đấu cân bằng nè, nó gánh trong quyết đấu cân bằng nè. Nó gánh trong BVE nè, nó phá khiên nè, rồi nó đủ thứ tà la luôn, nó phá nó chánh luôn, hai con bít nó khó chịu lắm. Ôi mà hai con biết của nó là một, hai con biết của nó là một phiên bản ung thư y như hai cái máy bay của con kinh vậy, là nó sẽ khắc chế một phần nào cũng flash và flash, và hai con này luôn luôn đi chặt với nhau nha. Mấy ông nào mà xác định sau này lấy tăng tốp á, mấy ông này sau này lấy tăng tốp mà để đi BBB nha, tôi nhấn mạnh ông nào lấy tăng tốp để đi BBB là bắt buộc là phải lấy con chung với con, không phải là bắt buộc mà là nên kèm theo con flash flash để đi chung. Hiện tại ở bên CVC á, là 3 tháng trời là cái meta là con flash flash lúc nào cũng đứng trước con tăng tốp. Hai con này là đi chặt với nhau. Rồi ok, là nói về tăng tốp rồi đó, thì sau hai con này đấy, sau hai con này là con đi cây đó, là bây giờ tính đây 180 vé. Rồi để tôi xuất hiện thêm một nhân vật nữa đây, mày một nhân vật về nhân vật mày cù bắp mấy cước, nhưng nó là co đây, nhân vật mày chủ chốt đó, nó là co. Giờ mấy ông tính đi 180 đây đó, 180 hit 3. Rồi. Đó, bây giờ mấy ông tính ra lượng vé đi. Để tôi nói mà lấy thức tỉnh một thôi nha. Là nếu mà mấy ông nào mà nạp một tháng trung bình, tôi nói là trung bình cũng cỡ tầm 1 triệu 2. Một ông nào nạp trung bình một tháng cũng cỡ tầm 1 triệu 2 là lấy hết tất cả thức tỉnh một. Là lấy hết tất cả thức tinh một nha, không có siêu tuyệt kỹ nha, tôi chưa tính siêu tuyệt kỹ. Bây giờ ngày xưa lấy siêu tuyệt kỹ nó dễ, còn bây giờ lấy siêu tuyệt kỹ nó khó lắm. Bây giờ tất cả mấy ông luôn là lấy thức tinh một để trải nghiệm, mấy ông lấy để chơi chơi trải nghiệm đúng không, là mấy ông sẽ 180 x3 đó. Rồi là mấy ông nạp một tháng 1.2 triệu nha, tôi đang nói mấy ông nạp một tháng 1.2 triệu là mấy ông sẽ trải nghiệm được trọn vẹn ba con này đúng không, là mấy ông sẽ trải nghiệm được trọn vẹn ba con này. Mấy ông không cần lo nghĩ việc bây giờ là mấy ông lấy sẽ chọn là một con này đây, mấy ông sẽ chọn là bây giờ tiền á, mấy ông sẽ dùng tiền như hai con nào trong thời điểm hiện tại đó, là hai con này đấy. Giờ mấy ông, bây giờ mấy ông phải suy nghĩ là bây giờ hai con này, tại vì hai con này bắt buộc là phải lấy thức tỉnh hai, hai con này lấy phải lấy là phải lấy thức tỉnh hai luôn chứ không phải lấy thức tỉnh một, đúng không? Hai con này là phải lấy thức tỉnh hai luôn, không không có nghĩa lý gì lấy thức tỉnh một, với lấy thức tỉnh một về ngồi tấu hài không có làm gì đấy. Thấy không, hai con này chưa làm gì nha, hai con này hiện giờ chưa làm gì nha. Nhưng mà mấy ông nào kêu con Giro mạnh nha, mấy ông xin nhớ nha, mẹ con Giro này, cái con Giro này nè, cái con Giro này nè, khi mà nó gặp con quái vật này nè, đây để tôi xếp hình là mấy ông kêu nào con Giro nó cũng mạnh đúng không, câm lặng là ăn cứt đúng không, thì xin thưa với mấy ông luôn, độ mới gặp con này ra là chết. Đây mẹ con quái vật đang lỗi hiện giờ, độ với con này là một trong những con đẹp về đồn phủ đầu đang lỗi vãi cứt luôn. Đây con Kabuto, đây để đưa xuống một cái, đây con Kabuto đấy, xin thưa với mấy ông luôn là con cái đầu vũ đầu á, mày mà bây giờ mày chơi Kabuto, mấy ông nào mà nông dân chơi Kabuto thì bị đầu vũ đầu đam to mấy cứt. Nếu mà trong trường hợp mà mấy ông server mới, mấy ông không có Sam á, mà mấy ông nào server cũ mà nuôi Sam mà khi đối đầu á, mà ông chơi Giro này nè, là nó sẽ BK nó. Trong trường hợp nha, đi BVB hiện tại mà khi mà ra con Flash, ra con Phượng đầy đủ hết đi, mà mấy ông để bên kia mà người ta biết mấy ông là bỏ con Sam ra thôi, là người ta lấy con Kabuto vô người ta đánh cho vỡ đầu luôn. Tôi nói thẳng với mấy ông biết luôn là bên nào bây giờ mà đi đối đầu với Kabuto mấy ông không có sao là mấy ông thua. Tôi khẳng định với một điều gì luôn, bây giờ mà ngang được chiến với nhau, một bên có Kabuto, một bên mà không có Sam là chắc chắn thua, bảo đảm luôn. Ngang được chiến mà ông không có Kabuto ông thua. Ví dụ như ông chơi Garui ông không có Sam mà ông đối đầu với Kabuto 100% mấy ông thua, ngang được chiến luôn. Đồn vũ đầu mấy ông lắp đầy đủ, nhưng đồn vũ đầu mấy ông lắp cho quái nhân thì đam con Garou không bao giờ bằng con Kabuto được. Con Kabuto nuốt hết cả đồ hình luôn. Này tôi có clip nha, quýnh nó ngồi nha, thực chiến bằng đồn vũ đầu, ngồi con Kabuto nuốt hết luôn bằng thể hồi máu nè. Tại sao nó mạnh? Nó có thể gác đấu hồi máu nè, thể gác đấu tăng hiệu quả trị liệu nè, trường lực trị liệu nè, đồn vũ đầu nó lỗi nè, và hút máu 30% nữa. Bây giờ khi mà mấy ông chơi á, mấy ông lấy hai con này về, bỏ qua hai con này qua đây, bỏ qua hai con này qua một bên đi. Khi mà mấy ông lấy hai con này về đúng không? Khi mà mấy ông lấy hai con này về đi.
Đó thì mấy ông phải chọn bỏ hai slot con nào. Đó, lấy con phượng này về. Đó, con phượng với con flashy flash này về đi. Đấy. Thì mấy ông sẽ bắt buộc là phải loại bỏ hai con nào đây. Bây giờ mấy ông phải bây giờ mấy ông lắp hai con nào vô đồ hình. Con king đi, đây tôi lấy hình king lên. Đây Sam trước nè. Đây là Sam nè. Hình của king đâu rồi ta? Đây, king đây. Rồi mấy ông sẽ bỏ hai con nào. Đó. Bây giờ khi mà mấy ông nghĩ nó rồi khi mà mấy ông lấy về nó sẽ phát sinh rất là nhiều để tôi chuyển cái này về thu nhỏ cái này lại để cho mấy ông đỡ bị rối. Rồi đó bây giờ mấy ông suy nghĩ đi, bây giờ khi mà hai con này gần nhất mấy ông lấy về, khi mà mấy ông sắp đồ hình vô mấy ông như thế nào, con này là con ở giữa. Đó, hai con này là hai con ở giữa. Hai con quỷ nhỏ này là hai con ở giữa, không nói làm gì đó. Bây giờ nè, bút tóc là con flash si flash với lại con king. Đó. Đó, con king này nó sẽ có cộng 2, con king này nó sẽ có cộng 2 nộ. Đây kèm theo nữa, có king là sẽ có cộng 2, cộng 2 hoặc cộng 3 nộ. Cộng 3 nộ. Đó. Đó, bây giờ mấy ông suy nghĩ đi. Đó. Đúng không? Bây giờ có con king là mấy ông sẽ có cộng 2 cộng 3 nộ. Còn mấy ông bỏ con phượng vô là mấy ông sẽ mất là 2 cộng 2 cộng 3 nộ. Đấy. Bây giờ mấy ông sẽ sự lựa chọn thôi, ba con này sẽ quanh. Bây giờ khi mà ra meta mấy ông kêu bây giờ mấy ông đại gia nha, giờ tôi nói mấy ông đại gia mà nạp đầy đủ hàng tháng mấy ông tới cái dòng quay nè, mấy ông sẽ gọi là cái dòng quay vô tận luôn. Đúng không? Đúng không? Khi mà ra như thế này mấy ông sẽ ký kiệt vô cái dòng quay vô tận luôn. Con này không nói làm gì rồi, con của kích sư thì hiện giờ đang chơi đang xài tốt thì không nói làm gì rồi. Mấy ông sẽ kiệt trong cái vòng quay này vô tận, mà kể cả bây giờ khi mấy ông mà trên lệnh cỡ tầm 10 triệu 20 triệu được chiến, mà khi hai con này nó xuất hiện trên bản đồ mấy ông thắng thua là chuyện bình thường. Kể cả bây giờ ví dụ có một thằng Usher nào đó 80 triệu được chiến vô thắng đi Blue là thắng Asina, đó là chuyện bình thường khi mà build hai con này tốt. Đó. Ở hai đồ hình như thế này, còn mà nếu bây giờ hai con nó y như là một cái vòng quay vô tận vậy đó. Con Sam là nó sẽ khắc chế Kabuto. Mà con Giro á là nó sẽ khắc chế con Sam. Đây con Giro nó sẽ khắc chế con Sam đó, ba con này đi chung với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao? Rồi hai con quỷ này nó không ảnh hưởng tới meta. Đó hai con quỷ này nếu mà nó ra như gì không á thì nó dễ. Đó. Đó hiện giờ đang meta đang xoay quanh, nếu mà nó ra một cụm này không á thì nó dễ. Thì sao? Rồi tiếp tục nha. Bây giờ mấy ông kêu trường hợp mà con Flashy Flash nó ra trước. Đây. Trường hợp mà mấy ông kêu con Flashy Flash nó ra dòng quay. Đúng không? Ông trường hợp mấy ông kêu con Flashy Flash nó ra dòng quay thì nó ảnh hưởng cái gì? Rồi. Rồi đây, tâm điểm là con Flashy Flash nó ra dòng quay nha. Thì bây giờ mấy ông nào đủ điều kiện, trong đây mấy ông nào tôi đang nói mấy ông nông dân nha, mấy ông nông dân là một tháng nạp cũng cỡ tầm 400 hoặc không nạp. Nạp tầm dưới 500 thôi, dưới 500 hoặc không nạp. Thì trong đây có ông nào sẵn sàng bỏ 180 vé và siêu tuyệt kỹ lấy con Flashy Flash không? Nếu mà ra bằng vé đi. Tại vì hồi nãy có người nói là con Flash vô dòng quay thì nông dân khóc. Thì ông nào sẵn sàng bỏ 180 vé đen và 80 vé siêu tuyệt kỹ là bây giờ rất là hiếm nha. Tôi nói cho mấy anh em biết, 80 vé siêu tuyệt kỹ bây giờ rất là hiếm nha, không như ngày xưa nữa nha. Mấy ông để mà mấy ông đủ 70 vé chứ. 70 vé siêu tuyệt kỹ là mấy ông rất kia là hiếm nha. Không phải nạp tích lũy như ngày xưa được 20 vé đầu tháng đâu. Bây giờ mình để được 70 vé siêu tuyệt kỹ là rất chi là lâu nha, mấy ông suy nghĩ nha. Đấy. Đúng không? Đấy, bây giờ tôi nói gì thôi, bây giờ ông nào sẵn sàng bỏ 180 vé để lấy thức tỉnh 1 qua nha. Và 70 vé và 70 vé siêu tuyệt kỹ. Còn nếu trong trường hợp mấy ông ok, mấy ông kêu sẵn sàng có. Bây giờ có đi. Rồi, tiếp theo tôi nói cho mấy ông tiếp luôn đây. Mấy ông đủ vía lấy cái này không? Đây. Đây, đó nhân vật chính xuất hiện. Đây. Đây, nhân vật chính đầu tiên. Đó. Nhân vật chính đầu tiên. Và nhân vật chính thứ hai. Đâu rồi? Đây. Rồi, đó. Hai con tướng này là hai con tướng được bình chọn là dành cho nông dân, sinh ra cho nông dân để chơi. Mà hai con tướng này chỉ cách con Flash là một con Giro thôi, chỉ cách một sáng duy nhất, và hai con này nó ra liền kề với nhau và thêm chung combo hủy diệt với con này nữa. Đây.
thêm chung combo hủy diệt với con này nữa đó, thì mấy ông tính đi đó, mấy ông tính đi, giờ mấy ông tính thử đi, mấy ông lấy con flash si flash, nếu mà nó ra cho ví điên luôn, tôi kêu nó ra nó cho ví điên luôn. Bây giờ cách một con giro cho nhét một con giro vô ở giữa đi, đây mấy ông được suy nghĩ xa hơi được một tháng, mấy ông suy nghĩ xa hơi được một tháng ở cái đoạn này đó, mấy ông suy nghĩ xa hơi được một tháng ở cái đoạn giro này, trong một tháng nếu mấy ông đủ tích vía lấy hai con này không, đúng không, mấy ông đủ tích vía mấy ông lấy hai con này không, mấy ông đủ tích vía mấy ông lấy hai con này không, chắc chắn là không, bảo đảm luôn. Nghỉ một tháng mấy ông không nạp á, mấy ông không nạp bây giờ cùng lắm một tháng mấy ông đủ cũng cỡ tầm 80 vé free. Đó, 80 vé free. Mấy ông lấy flash rồi siêu kỹ đâu, skin thì ok không cần siêu kỹ. Tăng top mấy ông ok bỏ siêu kỹ luôn. Con này bỏ siêu kỹ luôn cho nó, chỉ cần vé điên thôi. Ba con này là không cần siêu kỹ rồi đối với nông dân. Không cần siêu kỹ, đặc biệt là con skin này không cần siêu kỹ. Con tăng top cũng chả còn siêu kỹ luôn. Nhưng mà không có siêu kỹ thì nó yếu, hơi yếu một tí thôi. Đó, ba con này không cần siêu kỹ. À, mấy ông dùng hết vô flash siêu flash thì mấy ông đủ với điên lấy ba con sao không, cũng lại 108x3 rồi. Đó là nếu mà trong trường hợp nhanh con Phượng vô vòng quay nha, rồi rồi ok ha con Phượng. Còn nếu những người nha, còn mà nếu những người người ta chấp nhận, người ta chấp nhận, người ta bỏ con siêu flash, bỏ luôn con giro được 2 tháng tích vé, được 2 tháng tích vé nha, là họ có hai con này đây, có hai con này rồi, gánh thằng team trong meta đó, người ta mạnh. Mấy ông ăn hành đi 2 tháng à, giờ mấy ông chịu khó mấy ông ăn hành 2 tháng một con, gánh gánh tất cả mọi chế độ từ đam đơn, đam bot, đam PvE, đam PvP, gánh hết tất cả. Mấy ông chơi đồ phủ đầu mấy ông cũng chả lo, lo con Giro nó câm lặng. Và một trong những con gánh luôn cho mấy ông ải anh hùng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, Cody K. Rồi đó, ông hai con này, có con này luôn, khi mà có tăng tốp mấy ông chả cần coi đi cây gánh nữa, mấy ông cầm cơ mực, cầm cơ bơm, mấy ông đi coi tăng tốp, mấy ông đi thoải mái luôn, tốt hơn không? Đó là lý do tại sao tôi phân tích mấy ông sẽ có 2 tháng bảo hòa nếu mà mấy ông bỏ. Rồi còn mà nếu trường hợp như mấy ông ước, như cái ông hồi nãy ước đúng không, đây cái ông hồi nãy ước, đây cái ông này ước đúng không, tới phiên cái ông mà điều ước, ông nó ước là con Phượng sẽ quay bằng vía đen, đây con Phượng quay bằng vía đen, đây con Phượng quay bằng vía đen đi, thì xin thưa với mấy ông luôn, mẹ con này phải lên thức tỉnh 2, nếu lên thức tỉnh 2 vứt. Đây con Phượng, đây con Phượng, không con đi cây lấy combat được, con đi cây lấy combat được, và con đi cây tôi sẽ phân tích sau, con đi cây, con đi cây mấy ông lấy combat được đúng không, đừng số 7 anh mẹ top cơ bơm như bụi mẹ ô chứ, đi tháp đi bằng cơ bơm chứ đi bằng cái gì, anh đi bằng cơ bơm anh đi lên tầng 55 đi. Ok, what the fuck, anh đăng clip lên, anh cầm con tăng tốc cao bơm anh đi tới tầng 55 đi, 55 hay 57 đi. Ồ, ảo à. Chú bậy gì, anh đi ạc, anh cầm con tăng tốc 20 triệu máu, anh cầm cơ bơm đi, anh đi tới tầng 55 của tháp mà nghĩ sao vậy. Ủa, anh có đăng clip mà, em bị ngáo à. Đây nè, con tăng tốc đi nè. Ủa, anh có đăng clip mà, ủa. Ok, mấy em bị sao vậy. Clip mới đăng luôn á. Nè. Trời, clip mới đăng đi luôn mà, cái con nó chả cần co luôn, xin thưa mấy anh em luôn, mấy anh em chơi BK tôi nói luôn, BB cả cái BB nha, con tăng tốp co mực nó còn ăn đứt luôn bên mẹ co đi cây. Đây nè, con tăng tốp đi co nào chả được, đây video đây có sẵn luôn, mấy anh em nào kêu trời má, mấy ông điếu coi clip. Đây tăng tốp 20 triệu máu, mấy ông xin thưa mấy ông vô coi clip giùm con một cái. Đây con tăng tốp đây là trong clip là vượt tầng 50 nha, và trong video phát trực tiếp á là nó vượt tầng 55 nha, tôi đi tới tầng 55 hay 50 mấy á, cái này clip tôi còn đăng rõ ràng luôn nè, mà kêu mấy ông kêu đi coi bơm được, tôi đi coi bơm chứ đi coi gì nè, đây khiên bơm đây chứ đi gì, đây tôi đi bằng coi bơm này chứ đi bằng gì, đây nè khiên bơm nè, tôi đi bằng coi bơm chứ đi gì nè, đây tôi đi bằng bom kinh này, tôi đi bình thường chứ đi bằng gì, nhưng mà tôi anh đi tới tầng 57 rồi nè, rõ ràng anh chứng minh đúng không, em kêu là đi cao bom đi không được, anh đi tới tầng 57 rồi nè, trời ơi ẩu rồi đó, ý là con tăng tốp này là cái ạc này là bỏ đi cây nha, cái ạc này là không lấy đi cây luôn á, nó đi tới tầng 57 hình như là bữa livestream mà đi 57 hay 56 gì á, đúng không,
Thì cái việc mà lựa chọn anh không nói là bắt buộc nó phải như vậy, tùy theo mọi người chơi thôi, nhưng mà đi vẫn được. Còn coi đi cây lấy công bách là chuyện bình thường đấy. Rồi tiếp tục cái chủ đề này không nói nữa, nói này đợt trước đi nói nhiều cái bê này rồi. Rồi nếu mà con phượng này ơi, con phượng này mà không lên thức tỉnh hai thì coi như bỏ. Con phượng này là một con rất là dễ chơi, con phượng này không cần chi tuyệt kỹ nè, không cần nâng năm sáu tím nè, con phượng này rất là dễ chơi, phượng này cực kỳ dễ chơi luôn, không cần chi tuyệt kỹ, không cần vội nâng lên năm sao vàng năm sao tím, rồi nói chung bình thường. Nhưng mà có cái ác nhân nè là phải lấy siêu tuyệt kỹ ở lộn, phải lên được awakening bậc hai là thức tỉnh bậc hai đó. Con phượng này mấy ông phải lên được thức tỉnh bậc hai chắc chắn là phải lên được luôn, chứ mấy ông không lên được thức tỉnh bậc hai là mấy ông bỏ. Hồi sinh được có 4 lần rồi, hồi sinh làm ăn cái gì? Tại vì mấy ông 4 lần mấy ông kêu nó mạnh, nó mạnh là đúng lúc là khi mà ra con flash với lại con Giro tụi nó chưa có đam thôi, dù mới chưa chết dù mới chưa chết, nhưng mà tới lúc mà ra con Shikin nó chết nhanh lắm, ra con Shikin nó chết nhanh lắm, nó cũng giống như con chạy một với con chạy hai á. Con phượng này giống như con chạy một với con chạy hai vậy á, con chạy một với chạy hai nó hơn có nhiều lần đâu. Nói ví dụ nói như con Khôi đúng không, như con Khôi nói á, hồi sinh có 2 lần không đáng đâu anh, chứ con chạy nó chi kích thêm 2 lần thôi. Con chạy một là chạy một hình như là chi kích là một con chạy một á là sống sống dậy hình như là hai, một lần chi kích đâu, chi kích hai xoáy 2 lần hay là xoáy 1 lần á, hồi sinh 3 lần, chạy một là hồi sinh 3 lần, chạy hai là hồi sinh 4 lần hay 5 lần ta, mấy em nào nhớ lại cho tôi coi lại thông tin cái, để tôi vô tôi coi lại thông tin con chạy cái, chạy hai là hồi sinh bao nhiêu lần không nhớ. Đúng rồi, chạy hai là chi kích 4 lần hồi sinh 4 lần, còn con chạy một là hồi sinh, con để tôi coi con chạy một vô tôi coi thông tin chạy một tôi đọc cho đúng với mất công đọc bậy, mất công diện hồ nó chửi. Chạy một chỉ là chi kích 2 lần và hồi sinh 2 lần, hồi sinh 3 lần, hồi sinh 3 lần nha, không phải hồi sinh 2 đâu, nó thêm có 1 lần à, nó thêm có 1 lần, nó thêm có 2 lần hồi sinh với lại đâu, nó thêm có 1 lần hồi sinh với lại 2 lần chi kích à, là tỷ lệ có 2-3 mà thấy khác biệt không. Cái game này đừng có nói chuyện ở game này, mà đừng có nói chuyện cậu ở game này mà nói chuyện bằng con số. 1-2 lần nó không là gì. Bây giờ tôi nói con chị một với con chị hai á, bây giờ tôi nói con chị một với con chị hai, ông kêu là con chị một với con chị hai mà kêu giống nhau chỉ hơn nhau 1-2 lần à. Đó, giờ ông kêu là chỉ có 2 lần thôi, tôi nói là bây giờ con chị chỉ hồi sinh được thêm 1 lần thôi, con chị nó hồi sinh được thêm 1 lần là nó sẽ sấy được thêm 2 lần nữa, đâu sấy được thêm 4 lần nữa nếu mà lấy siêu tuyệt kỹ, siêu tuyệt kỹ với lại ấy đầy đủ luôn là nó sấy được thêm 4 lần nữa thì ông tính đi. Trời ơi, đó hồi sinh được thêm có 1 lần thì khác biệt với con chị một liền, mà chưa kể đam to hơn nữa, hút máu còn nhiều hơn nữa là nó gánh cả trận luôn rồi. Đúng rồi nè, anh chưa nói tới BB nha, anh chỉ nói tới BB thôi, BB còn phân tích nhiều nữa. Không, con me con năm đầu là nó khác, con năm đầu không có so sánh được em, con năm đầu nó là con tướng đa dụng, con năm đầu mình không có nói tới, con năm đầu nói tới mấy anh em sẽ bị lộn á, con năm đầu mấy anh em nào biết á, mấy anh em nào chơi con năm đầu mấy nào chơi mấy anh em chơi Silver Sea á, mấy anh em biết á thì thôi mình không có nói tới đây, thì chừng nào gần tới đi nói, tại vì con năm đầu nó là một cái thế hệ khác. Năm đầu nó ngon hơn con phượng nhiều, con năm đầu nó đa dụng, nó vừa là tăng, nó vừa là đam, nó vừa là kháng hiệu ứng, nó vừa có kháng chó mà nó còn vừa bút khiên trong hàng, nó còn vừa gây đam được nữa, nó còn vừa là HP nữa, đam thì HP nó tâm linh mà đam thì HP nữa. Còn mình không nói tới con năm đầu, không nói tới con năm đầu được, con năm đầu nó là imba lắm, con năm đầu nó là thế hệ sau, không thế hệ co đi cây, mình không có nói được, mình đang nói tới con phượng thì thôi. Con phượng này chắc chắn đi BVE là không làm được gì, con phượng này đi BVE chỉ để hồi sinh cho tem thôi. Mà hồi sinh lên cho tem, mấy ông gặp cái trường hợp này như thế này đây, mấy ông kêu bây giờ nếu mà mấy ông kêu con phượng này mấy ông kêu đi tháp vứt đi phượng, bây giờ câu mực chả cần phượng cũng đi được đúng không, đi tháp bây giờ không cần phượng vẫn đi được, câu mực đi ấn bỏ qua vô tư vứt chả cần vẫn đi được bình thường, flash vô gặp quái đi đi đi, đi tháp bây giờ vứt bình thường không đi được, đi ảo cảnh bây giờ họ có phượng đi không có phượng đi, câu mực đi vẫn qua bình thường, cầm skin đi vẫn qua bình thường, cầm Kabuto đi vẫn qua bình thường. Nhưng mà hai con này, nhưng mà con phượng với con flash á, đối với mấy ông nạp tầm cao á là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Riêng con flash đây, con flash 2 thôi, nó nói con riêng con flash 2 thôi. Con flash 2 là mấy ông đã quải rồi.
Con Flash C Flash 2 thôi là mấy ông đã quải với cái thức tỉnh 2 của nó rồi. Đây con Flash C Flash đưa hình nó lên lại. Đây. Hai con này mà lên thức tỉnh 2 nó thay đổi cục diện trong PvP nó rất là nhiều. Đấy. Nếu là tôi á, nếu mà là tôi á nha. Tôi nạp á, tôi là một người nạp nhiều á, tôi là một người nạp nhiều, tôi là VIP á mà tôi chuyên đi PvP nhiều á, ba chế độ luôn thì tôi mong con Phượng Hoàng này vô vòng quay nhiều hơn. Tại vì sao? Và nông dân luôn nha. Tại vì sao? Nếu mà một người chơi bình thường á là mấy ông đăng lên đi, bây giờ trong đây mấy ông nào thử đăng lên danh hội mấy ông hỏi ý kiến đi. Bây giờ không chỉ ý kiến riêng của tôi nha, bây giờ tối nay mấy ông đăng lên thử trong hội, mấy ông kêu là ừ bây giờ mấy ông có bao nhiêu giấy đó, mấy ông kêu là nên đợi tăng top lấy, bây giờ nên bỏ Flash Silver Flash, bỏ Phượng, đợi tăng top với skin hay không, thì người ta sẽ trả lời cho mấy ông câu hỏi như thế nào mấy ông tự biết thôi. Kể cả mấy ông đăng ở trên group One Bên Men Trong Ghét Việt Nam, hay là ở bên Silver Sea, hay là group One Bên Men Official ở Silver Việt Nam, thì cái việc mà bỏ con Flash chứ con Phượng á, đối với nông dân trong trường hợp nó ra với điên, con nào cũng được. Đó. Bây giờ con Phượng này nó nên ra vòng quay để làm chi? Để cho mấy ông nông dân không phải phiền đầu và quay con Phượng này để làm cái gì? Để cho mấy ông nông dân là không phải việc suy nghĩ là ừ quay con Phượng này là bây giờ phải bỏ vé ra quay con Phượng. Bây giờ mấy ông nông dân mà đú vô con Phượng này là mấy ông chỉ có chết. Cái này tôi khuyên thiệt nha. Cái này là tôi khuyên thiệt. Mấy ông nông dân mà mấy ông đu vô con Phượng này, kể cả mấy ông còn 400-500 vé, kể cả mấy ông còn mảnh quái dân này, mấy ông đu vô con Phượng này, mấy ông chỉ có chết. Mấy ông nông dân là mấy ông chỉ tập trung đi PvE và mấy ông kham tài nguyên thôi. Mấy ông mà đu vô con Phượng này là mấy ông chỉ có chết, kể cả mấy ông lấy thức tỉnh 1. Hoặc là con Flash Silver Flash cũng vậy. Đây này, hai con này mấy ông đúng là không có bút tóc khổ thiệt. Đúng là không có bút tóc khổ thiệt á. Nhưng mà mấy ông suy nghĩ đi, hai con này so với hai con đằng sau á, mấy ông nên nhớ là hai con đằng sau ba con luôn, tôi ghép thêm video như bức hình hồi nãy nữa. Ba con luôn rồi mấy ông sẽ thấy là mấy ông sẽ quải cực kỳ quải luôn cho cái meta đằng sau. Đấy, để lại bức hình cho mấy ông nhìn đi. Mấy ông nhìn nhận lại nội dung, mấy ông nhìn lại một chút đi, mấy ông nhìn lại ở hai con đằng sau khi mà mấy ông lấy á, thì mấy ông sẽ phải trải qua những gì để mấy ông tới cái cuối cùng đó. Đó, mấy ông nhìn đi. Đó. Hiện giờ nha, hiện giờ là mấy ông đã có những con nào rồi? Quái nhân là mấy ông có con mực, có Kabuto.